Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhân Sinh Cảm Ngộ. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn một cái bài cảm nhận về một cái chiếc điện thoại mà nó là cả một cái khát khao của cả một cái tuổi trẻ, của cả một cái thế hệ của rất nhiều người xài điện thoại Nokia. Ở ngày xưa thì khi cái chiếc máy này được giới thiệu ra thì nó là một cái thứ xa xỉ. Và thực sự là đến ngày hôm nay thì cái giá mà các bạn cũng phải bỏ ra cho chiếc điện thoại này nó cũng rất là kinh khủng. Nó còn đắt hơn cả một chiếc điện thoại XS Max nữa. Nó kinh khủng đấy. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề đó, mà chúng ta hãy bàn về tại sao cái con máy E90 nó lại là một cái con máy mà nó là một cái cảnh giới khác của dòng E. Ok. Quay trở về với quá khứ thì chúng ta cũng biết là dân Việt Nam thì biết tới rất nhiều về những chiếc điện thoại ví dụ như E63, E71, E72, E73, E75. Hay là những cái chiếc dòng S3 và nổi trội nhất là con E72. Tại vì đơn giản là lúc bán ra thì nó khá là rẻ. Lúc bán ra tại Việt Nam hình như nó gần 8 triệu hay hơn 8 triệu tùy từng phiên bản. Khi con E90, nó định nghĩa của nó rất rõ ràng: Communicator, dành cho doanh nghiệp, dành cho văn phòng. Thì cái lúc mà nó bán ra ấy, là nó hội tụ tất cả những cái thứ tinh hoa của cái dòng đó, dòng E vào trong con máy này. Chúng ta có thể nhìn thấy cái phần mặt trước này, nó là một cái phần mà rất giống như cái con E51, rất giống con E52. Nó là một cái bàn phím T9 này đây. Nhìn nó rất giống như cái con bàn phím thuần T9 của Nokia. Tuy nhiên đó là nó lại còn có một cái mặt màn hình. Đây, khi các bạn trượt lên, đây, nó còn có một cái mặt màn hình trong. Thì nó giống như một cái laptop thu nhỏ. Và phiên bản này của tôi là phiên bản Israel. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó có thể mở được, rất là mở lên, mở xuống, hơi giống như cái chiếc ThinkPad. Các bạn có thể mở như này luôn. Đấy. Thì cái chiếc này ấy, tại sao tôi ship cái chiếc này về? Tại vì con quan điểm là thứ nhất là tôi thích cái màu này, màu sô-cô-la này. Cái phần thứ hai đây là sô-cô-la nhám, nên là nó không có bị cái tình trạng bong chóc như một số cái chiếc máy khác. Thì tất nhiên, của bền thì tại người thôi. Tại vì chiếc máy này tôi xài nó có mấy lần nè. Tại vì tôi có quá nhiều điện thoại đi, hàng nghìn chiếc lận, nên là không dùng nhiều, chẳng qua là về làm chơi vui vui rồi cất thôi. Thì đó, các bạn có thể quan sát thấy, thì gọi là ông tổ của Galaxy Fold cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đi vào những cái tình tiết để nói là tại sao cái chiếc máy này nó lại hay và nó quyến rũ đến mức độ như vậy. Điều đầu tiên, chúng ta đi vào cái mặt ngoài. Đi vào cái mặt ngoài đi. Đây, cái mặt ngoài thì chúng ta vẫn thấy là điều đầu tiên chúng ta gặp lại những cái sự quen thuộc của cái chiếc máy Nokia, đó là bàn phím T9, đó là cái dãy điều hướng này, cái rất giống như cái phím điều hướng của E61, E61i, nó rất là to. Cái này thì to hơn của E71, E72 nhiều. E71, E72 thì nhỏ hơn, to. Những cái phím cơ bản, ngắt cuộc gọi, phím tùy chọn, phím menu hay là những cái phím ở đây thì chúng ta đều có hết. Chúng ta có một cái phím nguồn thiết kế rất tinh tế, rất là tinh tế, nằm ở cái góc này, rất tinh tế. Chúng ta có một cái lớp mạ chrome, thì thường thường các bạn sẽ bị chảy cái lớp mạ chrome này. Đấy, các bạn sẽ bị chảy cái lớp mạ chrome này. Mà con E90 này mà chảy cái lớp mạ chrome này thì nhìn tởm lắm. Nên nói tóm lại là các bạn xài các bạn phải giữ. Ok. Chúng ta có một cái bản lề rất là to và nhìn nó na ná giống như cái bản lề của cái con Galaxy Fold bây giờ, nhưng mà cũng được mạ chrome. Đây, các bạn nhìn thấy mạ chrome này. Để zoom vào cho các bạn. Đấy, mạ chrome sáng bóng. Đây. Mạ chrome. Ở phía mặt sau thì chúng ta có một cái camera 3.2 megapixel. Nó thời đó 3.2 megapixel rất là ghê rồi, dòng chữ Nokia. Chúng ta có loa, chúng ta có đèn flash, chúng ta có bốn cái chân đế y chang như là cái laptop, các bạn thấy chưa, y chang như cái laptop, y chang. Chúng ta có một cái lẫy ở đây, các bạn ấn vào để đẩy cái nắp pin ra. Và điều đặc biệt là chúng ta multimedia thì chúng ta có một cái phần để thẻ nhớ, để các bạn thấy cái phần này nó rất hay, các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn này. Phần này nó rất là hay, khi mà các bạn đẩy, các bạn chạm vào này, các bạn lôi ra thì nó đẩy lên, nó giống như một cái chân chống cơ của một cái thằng siêu xe. Nó đẩy, nó giống như cái ti thủy lực, nó các bạn ấn vào, nó đẩy lên, nhìn rất là hay, rất là thú vị. Đấy, rất là thú vị. Thì tới với phần bên hông, chúng ta sẽ có một cái phím quen thuộc, đó là phím chụp hình. Chúng ta có một cái phím ở đây, có thể dùng được các bạn. Đó là phím tăng giảm, có phải phím tăng giảm âm lượng không ta? Lâu quá rồi cũng quên mất cái phím này.
Đúng rồi, hình như là phím tăng tăng giảm âm lượng, đúng. Hình như là phím tăng giảm âm lượng. Ok, lâu quá. Chỉ ngắm. Ở đây khi mà các bạn bật ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình này. Màn hình này thì rất giống như cái màn hình của con 9300. Đó, nó giữ nguyên cái dòng Communicator thôi. Chúng ta có dòng chữ Nokia, chữ E90. Bốn cái phím kia thì đã được di chuyển vào đây thành một cái dạng mới. Đấy, nó cũng có những cái chân đế rất thông minh, các bạn nhìn này, đây này. Cái đời E90 nó tính rất hay, nó có hai cái chân ở đây để khi chống xuống không bị chảy cái màn hình, rất thông minh, rất thông minh. Chúng ta có một cái thanh nẹp chạy qua đây. Nẹp phải làm bằng thép. Và đặc biệt là chúng ta có những cái dòng chữ ở đây này, mã hóa ký tự Israel này các bạn nhìn, rất là độc, rất là lạ. Rất là độc và rất là lạ, thì các bạn có thể quan sát này, đây. Những cái ký tự bình thường thì vẫn là ký tự bình thường thôi, nhưng mà có những cái ký tự Israel. Đó, những cái phím như là tăng độ sáng này, những cái phím này, silent này, những cái phím họ symbol họ gắn vào trong đây hết. Rất là tuyệt vời. Và cái phím enter tôi thích, vô cùng thích cái phím enter, to ơi là to. To khủng khiếp luôn. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà điều mà tôi thích nhất ở cái con máy này ấy, nó chính là cái màu. Đó là cái điều mà tôi thích nhất. Cái màu của nó là màu sô-cô-la nhám. Nó rất là tuyệt vời. Thì các bạn cũng biết rồi, các bạn theo dõi nhiều cộng đồng thì các bạn cũng biết là E90 nó đắt như thế nào rồi. Tôi không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Nó rất đắt. Nhưng mà cái vấn đề là liệu ai sẽ chịu chi ra số tiền để chơi con này. Nó đắt lắm. Nếu ai có nhu cầu sưu tập thì bạn liên hệ với tôi nhé. Qua số của tôi có niêm yết ở trên. Mọi thông tin chi tiết thì tôi cũng đã cập nhật ở phần dưới. Nào là link Facebook, nào là link page của tôi, nào là những cái thông tin ở dưới hết. Các bạn có thể cập nhật và các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại hotline cũng như số điện thoại Zalo. Các bạn add và các bạn có thể xem thêm những sản phẩm của tôi. Tôi sẽ cập nhật liên tục. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc các bạn vui vẻ khi xem video. Và nếu có duyên, chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời để chia sẻ về đam mê, thứ làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại.